đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển là phương châm Đại hội Công đoàn thành phố Vinh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028. Với 235 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên công đoàn, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn thành phố Vinh. Đại hội diễn ra trong dịp công nhân viên chức lao động đang nỗ lực thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, lập nhiều thành tích hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô Vinh, 15 năm Vinh Đô Thị Loại 1. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023. Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chương trình đại hội sẽ được livestream trên các nền tảng số, mạng xã hội. Cùng đếm ngược cho sự kiện chính trị của công nhân viên chức lao động thành phố Đỏ Anh Hùng, Đại hội Công đoàn thành phố Vinh, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển.